Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra hiệu ứng màu nước. Paintbrush các bạn sẽ thấy là sẽ lưu lại các cái nét vẽ của chúng ta. Cái Paintbrush là khi chúng ta vẽ thì chỉ lưu cái nét bên ngoài. Và chúng ta sẽ chỉ lựa chọn cái hình ở bao bên ngoài để chỉnh sửa. Còn Paintbrush thì sẽ lưu lại tất cả các nét vẽ của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thử chỉnh sửa từng điểm của hai loại brush chúng ta vừa mới vẽ, hai hình chúng ta vừa vẽ. Các bạn có thể thấy sự khác biệt. Để chúng ta sẽ thực hành trên bài tập chú chó, bài tập trước của chúng ta. Vì chúng ta sẽ chọn layer, các bạn lưu ý là layer net chúng ta sẽ như bài trước, chúng ta sẽ copy ra thành hai layer net. Và một layer là hiệu ứng. Một hiệu ứng rất hay sử dụng trong cho các bạn thiết kế Illustrator. Ứng màu nước, watercolor effect. Thế chúng ta sẽ để opacity. Sau khi chúng ta vẽ cái layer màu nước, chúng ta sẽ để opacity thấp, bởi vì bản thân màu nước sẽ có tính trong suốt. Nên chúng ta sẽ để layer opacity layer thấp khoảng 60%. Chúng ta sẽ tạo một layer mới. Chúng ta cũng sẽ kéo cái layer mới xuống dưới cái layer net trên cùng. Layer net trên cùng là layer mà chúng ta copy. Chúng ta sẽ sử dụng eyedropper để copy màu. Chúng ta sẽ copy một vài tông màu từ nhạt đến đậm vào trong bảng swatches của chúng ta. Trước hết mình sẽ giới thiệu các bạn Paintbrush, tức là cái brush. Các bạn thể copy vẽ ra một dải màu gồm khoảng 5 đến 6 màu từ nhạt đến đậm tùy các bạn. Rồi chúng ta sẽ ẩn cái ảnh màu nước mà mình đã vẽ và các bạn sẽ thực hành trên một cái layer mới. Để các bạn sẽ vào phần brushes và chọn các style của cái brush, các loại brush khác nhau. Có thể tìm ở trong artistic watercolor, artistic watercolor, thì các bạn thể thấy là trong cái thư viện sẽ load ra những cái bút thuộc về watercolor brush. Đây chúng ta sẽ chọn Paintbrush và chọn màu. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ bỏ chọn phần Fill và chúng ta chỉ giữ phần Stroke. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ theo cái đường line đen brush mà chúng mình để vẽ tô màu một cách tự do. Đường outline màu đen của chúng ta. Các bạn có thể cho bút to hơn để vẽ những cái mảng lông lớn.
Trước hết chúng ta sẽ chọn màu nhạt để chúng ta vẽ. Thì chúng ta chọn những màu đậm hơn. Ở trong bảng watch, chúng ta chọn màu đậm hơn. Và có thể các bạn chọn một loại bút khác để vẽ. Và các bạn sẽ vẽ lần lượt dần dần để phần lông của chúng ta càng ngày càng chi tiết hơn. Tiếp theo là một loại hairbrush. Nét vẽ của hairbrush sẽ bé hơn paintbrush. Và các bạn để ý khi mà chúng ta chọn vào vùng chọn của hai hình, chúng ta sử dụng hai công cụ vừa rồi, các bạn sẽ thấy khác biệt.